Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là có chồng của chị Bùm Bùm cũng vừa đi ra ngoài mua đồ sáng về nhà cô chú. Dạ thì sáng ngày hôm nay chị Loan cũng vừa ra ngoài mua cà phê nha cô chú anh chị. Dạ thì hiện tại bây giờ là chị Loan cũng ở bên kia nha cô chú. Thì nói chung là em cũng đứng xa để cập nhật tình hình công việc của chị Loan buổi sáng buôn bán hàng như thế nào để gửi đến cho cô chú anh chị được xem. Dạ thì cứ mỗi buổi sáng cô chú thì chị Loan cũng sẽ ra bên ngoài nè để mua một ly cà phê về nhà. Thì nhiều khi á là chị Loan á là cũng mua hai ly nha cô chú để về thắp hương cho chú người sĩ Vũ Linh một ly, rồi còn một ly thì chị Loan cũng uống trong buổi sáng để cho nó tỉnh táo rồi làm việc đó cô chú. Anh ơi, hình như hồi nãy em có thấy có một cô lớn tuổi đến gọi là đập cửa để xin gạo xin tiền nhà chị Loan hả? Dạ đúng rồi chị, thì buổi sáng ngày hôm nay cô chú thì em cũng đến sớm thì cũng có một cô khán giả. Thì nói chung là cô này thì em cũng gặp rất là nhiều lần đến nhà chị Loan nha cô chú. Thì những cái lần trước á, là chị Loan cũng có được các cô chú anh chị Mạnh Thường Vân cũng đem gạo đến á, để gửi cho chị Loan để phát từ thiện á cô chú. Thì nói chung là cô này cũng đến nhận hai lần rồi á cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay không biết sao cô cũng lại đến, mà đến trong lúc là buổi sáng chị Loan chưa mở cửa nữa nha cô chú anh chị. Thì nói chung á, nhà chị Loan thì buôn bán mà cô chú đó, thì buổi sáng chị Loan cũng chưa có mở hàng được bán những cái món hàng gì hết mà đến gõ cửa để xin giúp đỡ. Thì em á cô chú anh chị, em cũng quay lại được cái canh đó, như em quay lại em thấy không có được nha cô chú đó. Ví dụ như đến á, mình đến thì những lúc mà buổi trưa đi hay là cái buổi mà sớ chiều á thì chị Loan cũng bán hàng mở hàng đồ hết rồi á cô chú, thì mình đến chứ mới có mờ sáng à. Mà trong khi nhà chị Loan thì cũng còn đang đóng cửa, mà đến trước nhà thì gõ cửa. Dạ thì trong lúc đó là có chú của bé Ken cũng vừa chở bé Su đi học về nha cô chú. Thì cô đó cũng nói chuyện với dạ hiện tại bây giờ là chị Loan nha cô chú đó. Chị Loan cũng đi mua cà phê về cô chú anh chị. À, mua hai ly nha cô chú, một ly là chị uống và một ly là đỡ thắp hương cho ba mình nha cô chú. Loan tưởng đi làm gì ha, vừa đi vừa hút. Dạ chúc chị buổi sáng tốt lành chị. Dạ 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 ăn rồi chị. Dạ đó cô chú, thì nói chung là cứ mỗi buổi sáng cô chú anh chị thì chị Loan cũng sẽ dậy sớm nè để chở bé Bun đi học mẫu giáo cô chú, rồi chị sẽ về nhà và ra trước quán cà phê trước nhà cô chú thì mua hai ly cà phê về đó. Một ly thì thắp hương cho chú, còn một ly thì dạ một ly thì cũng đó cho là chị uống đó. Thì em buổi sáng em cũng chia sẻ như vậy nha cô chú anh chị đó, rất là quý luôn. Bình thường đó, chị Loan sáng là cũng cà phê lúc nào cũng thì buổi sáng mà nói chung là ai cũng vậy hết anh đó. Buổi sáng là mình phải có một ly cà phê này uống vào để cho nó tỉnh táo trong người, nó tỉnh táo để mình làm việc để mình đó. Buôn bán được đó. Dạ thì hiện tại bây giờ anh, thì buổi sáng ngày hôm nay em cũng đến sớm thì em cũng có gặp một cái trường hợp anh, thì như anh nghĩ như thế nào nha? Là trường hợp mà dạ mà... thì đó em nói hết đã đó. Như hồi sáng này là em đến đó, em có gặp một cô, thì nói chung là cái cô đó là mấy anh em mình ở đây á thì cũng gặp là 4-5 lần rồi anh. Thì nhưng mà trong lúc đến á là nhà chị Loan đang đóng cửa nha, chưa có bán được cái món hàng nào để mở hàng cái buổi sáng hết đúng không? Thì cô đó cũng đến gõ cửa, nhưng mà chẳng may là có chú của bé Ken cũng vừa đến, cái cô đó hỏi chị Loan đó. Thì cái cô này là mấy đợt trước anh thì chị Loan cũng làm từ thiện phát gạo đó, nhưng mà gạo đó là của các cô chú Mạnh Thường Quân nha. Rồi cô đó cũng đến nhận hai lần rồi đó, thì cứ ăn quen mà, nói chung dạ, ăn quen rồi là xin hoài mà gạo ở đâu mà cứ xin hoài thôi. Gạo em nói với anh á, phát gạo thì cũng có phát, cũng có đợt có học có chặt này, thì chừng nào mà có các cô Mạnh Thường Quân đến phát á thì chị Loan mới phát đúng không?
chứ đâu mà tự nhiên rồi đó thích cái đến đập cửa, thích cái đến đập cửa xin. À, bây giờ cũng có khán giả là ủng hộ cho chị Loan đó. Thì nói chung là mà trong lúc đó sao các cô đến xin giúp đỡ sao không hiểu chuyện ta, đúng không? Mình là đâu phải là mình làm không phải, tôi nói huynh nghe đồn lại rồi chị Loan cho lỡ lại xin nữa, mà nghe đồn không mà chị Loan có đâu có gạo đâu mà cho không biết. Anh là nghĩ em không biết là như thế nào. Ví dụ như mình đến xin những người có hoàn cảnh thật là khó khăn, đây đi đứng không được, đúng không? Làm không ra tiền mà đây là những người mà nói chung là mình kêu gọi làm sao cho nó gọi là lại con người cũng ngon lành đó, đó cũng đi xe máy ngon lành luôn mà cứ đến xin giúp đỡ cái đó, sao mình không đi làm cái việc gì đó, ví dụ như mình đi làm mà xin vào làm tập vụ này hay là bán vé số cũng vẫn kiếm sống được thôi. Tướng mà còn thấy chạy còn ngon lắm. Dạ. Đi xin chị Loan mình xin. Tướng đó ngon hơn em luôn anh. Giờ tôi hỏi anh nè, cái tướng vậy mà là đi ở xin gạo vô. Chị Loan làm mình có đồ đâu mà cho. Đồ. Mình nghĩ là đâu phải người ta buôn bán, đâu phải là cho đâu. Đó, mà riêng thì có đồ hay không là em không nói, bỏ ra một bên nha. Mà em cứ tiếp nghĩ rằng các cô đến xin giúp đỡ, sao mình không lựa cái giờ mà mình đến nhà người ta cũng buôn bán mà anh mới mở sáng đến xin đó, đúng không? Mình thấy mình thì chị Loan đó. Sáng sớm đi lỡ cái đâu có phải là cái nhà tài trợ gì đâu mà muốn xin muốn chị Loan bỏ cửa là gõ. Đúng rồi, chị Loan thì con cái cũng con vào tuổi đi học, bốn năm đứa đâu phải là một đứa đâu, người ta buôn bán gì cái lờ lắm gì đâu mà lợi sinh hoài ngày nào cũng lỡ hết. Đó thì ngày hôm qua cũng có một các cô cũng đến 4-5 người luôn á anh, nhưng mà giờ mấy anh em mình nói thì không có dám quay chia sẻ nha. Đó mà ngày hôm nay thì mới sáng sớm em cũng thấy là nó hơi nói chung á thì nhiều khi các cô xem video thì các cô sẽ nói tụi em này kia. Dạ có cô khán giả mua hàng nè cô chú. À, mới đây là vị khán giả đầu tiên buổi sáng ngày hôm nay nha cô chú anh chị, rất là vui luôn. Thì nói chung là hai anh em của tụi em thì ngày nào cũng có mặt tại nhà chị Loan nha cô chú, để quay cập nhật chia sẻ công việc chị Loan buôn bán ha. Thì em cũng mong rằng là các cô chú anh chị yêu thương chúng và sự Bù Linh nè, và yêu thương chị Loan thì cũng cho anh Dầu Thiện Vlog và em là Hà Quỳnh Vlog xin một like và một đăng ký kênh. Dạ, ủng hộ cho Dầu Thiện nha cả nhà. Dạ thì sẵn qua video này thì em cũng xin chúc cô chú anh chị trong nước và ngoài nước yêu thương chú nghệ sĩ Bù Linh và chị Loan trong thời gian qua đã xem video của anh Dầu Thiện Vlog và Hà Vinh Vlog. Dạ thì tụi em cũng không biết nói gì hơn, cũng cảm ơn cô chú anh chị đã đăng ký kênh ủng hộ cho hai anh em của tụi em. Dạ đó thì giờ em cũng xin phép cô chú anh chị em kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau.